Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương mục Nhà đẹp của Mắc Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà mới do Mắc Hôn trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Đó chính là mẫu nhà 2 tầng mái mansard với chủ đầu tư là gia đình anh Hợp ở Hoàng Mai, Hà Nội. Và trước khi giới thiệu về căn nhà của anh Hợp thì xin cho Nhật An ít phút để như thường lệ An sẽ giới thiệu lại cho quý vị về kênh YouTube của Mắc Hôn cũng như Nhà đẹp Mắc Hôn. Với kênh YouTube Mắc Hôn, quý vị thấy là hiện tại chúng tôi đã có hơn 70.000 lượt đăng ký và vẫn tăng mỗi ngày. Hay là kênh Nhà đẹp Mắc Hôn thì có hơn 1 triệu lượt đăng ký ha. Và trên mỗi kênh chúng tôi update liên tục những mẫu nhà mới nhất cũng như là những công trình thực tế mà do Mắc Hôn chúng tôi đang thi công để quý vị có thể cập nhật được tiến độ cũng như là có cái nhìn trực quan hơn để hiểu là khi mà Mắc Hôn thiết kế đẹp như vậy thì thực tế nó như thế nào ha. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể theo dõi chúng tôi với những cái video liên quan đến phong thủy nè, rồi những cái kiến thức xung quanh về nhà ở chúng ta như là dầm nè, tam cấp, hướng nhà vân vân trên kênh YouTube của Mắc Hôn quý vị nhé. Mắc Hôn, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắc Hôn đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắc Hôn luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắc Hôn là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắc Hôn, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắc Hôn đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắc Hôn dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắc Hôn qua số hotline 0964458888 hoặc 0828133333. Mắc Hôn, giá trị tạo nên thương hiệu. Trở lại chủ đề chính chúng ta ngày hôm nay thì An sẽ dẫn tất cả quý vị chúng ta về thăm nhà anh Hợp ở Hoàng Mai, Hà Nội. Thì đây là một trong những mẫu nhà An thấy có cái sự thanh lịch và quý phái vô cùng cao cấp. Đầu tiên thì phải nói rằng cái công rất là lớn, đó chính là từ mái mansard mới mang đến cái vẻ sang trọng và quý phái như vậy cho ngôi nhà của anh Hợp. Thì mái mansard là một loại mái tuy không được xuất hiện nhiều lắm ở những video của Mắc Hôn chúng tôi, mà nếu quý vị theo dõi Mắc Hôn sẽ thấy ba cái loại mái thường xuyên được xuất hiện, đó chính là mái Thái, mái Nhật và mái Bằng. Còn hai loại mái còn lại là mái mansard và mái lệch thì nó khá là ít xuất hiện. Bởi vì nếu mà với gu của người Việt Nam của chúng ta thì thật sự mái mansard nó không hẳn là sẽ quá được ưa chuộng trên thị trường ha. Tuy nhiên quý vị để ý đi, mái mansard nó chỉ xuất hiện ở những công trình nào mang đến cái vẻ sang trọng và đẳng cấp rất cao, chứ không phải là một ngôi nhà nhỏ xíu mà chúng ta lập mái mansard thì thật sự là không thấy ha. Chúng ta chỉ xuất hiện ở những cái ngôi nhà theo phong cách châu Âu một chút xíu, bởi vì mái mansard là xuất phát từ châu Âu. Và mái mansard nó có những cái ưu điểm gì mà lại được một số gia đình lựa chọn, đặc biệt là An hay nói vui đó, những gia đình mà họ có điều kiện đó thì chắc chắn họ sẽ khá là quan tâm đến cái loại mái này. Thì mái mansard, cái ưu điểm đầu tiên là nó tạo nên một cái không gian của từng áp mái mà quý vị có thể sinh sống và sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Mùa đông thì chống lạnh, mùa hè thì chống nóng, cho nên là chúng ta hoàn toàn thoải mái khi sinh hoạt ở đây. Và Nhật An đã từng đi review một công trình thực tế sử dụng mái mansard rồi, thì Nhật An biết là ở trên cái tầng mái mansard đó, quý vị, tuy là nó không quá cao như là một cái tầng thông thường của chúng ta, nhưng nó vẫn thoải mái để quý vị có thể sinh hoạt được. Và cái mái mansard này thì đó là ưu điểm của nó. Và thứ hai, cái ưu điểm lớn của mái mansard mà An nói ngay từ đầu đó là nó mang đến cái vẻ quý phái, sang trọng và đẳng cấp cho ngôi nhà của quý vị. Thông thường thì mái mansard nó đi kèm với ngôi nhà tân cổ điển, bởi vì tân cổ điển thì nó cũng hướng đến cái sự sang trọng, và mái mansard thì là cái mái sang trọng nhất, cho nên kết hợp lại với nhau thì là quá hoàn hảo, đúng không nào? Và một đặc trưng của mái mansard đó là quý vị thấy là nó cũng khá là gọn gàng, nó không quá cao như là mái Thái, nhưng mà nó vẫn đủ nổi bật trong không gian. An chắc chắn là ngôi nhà nào quý vị nhìn xung quanh, tự nhiên có ngôi nhà mái mansard là nó nổi bật hơn hẳn so với những ngôi nhà lân cận luôn. Cho nên là nếu gia đình nào chúng ta muốn có một ngôi nhà thật sự ấn tượng, thật sự khác biệt so với đa phần những ngôi nhà xung quanh, đa phần những ngôi nhà ở Việt Nam, thì lựa chọn mái mansard là một lựa chọn rất là hoàn hảo nhé. Đó là về bộ phận mái mansard của nhà anh Hợp. Và như anh nói ngay từ đầu thì mái mansard sẽ được sử dụng cho những ngôi nhà phong cách tân cổ điển. Thì quý vị thấy ở đây nhà anh Hợp chúng tôi cũng sử dụng là phong cách tân cổ điển ha. Được thể hiện rất là rõ, đầu tiên ở phần mái không nói rồi,
Thứ hai là những cái đường phào chỉ. Chúng tôi chạy dọc theo ngôi nhà này, quý vị thấy rất là nhiều những cái đường phào chỉ luôn. Ở lan can cũng có, ở thức cột hai bên cũng có, dưới trụ cột cũng có nè. Rồi ở trên tường cũng có luôn. Và khi chạy dọc theo như vậy thì nó mang đến một cái vẻ gì đó khá là thanh lịch và bắt mắt cho ngôi nhà của chúng ta. Tuy là phong cách tân cổ điển nhưng nhà anh Hợp ở đây, quý vị thấy là được thiết kế nó không quá cầu kỳ chi tiết, cũng không quá xuất hiện những cái hình trang trí. Thì đây cũng là một cái điều bạn thấy khá là hay. Bởi vì nhiều nhà khi mà cứ nghĩ đến tân cổ điển, người ta nghĩ đến sự lòe loẹt rối mắt. Nhưng mà với những cái phong cách hiện đại ngày nay của kiến trúc sư thì họ sẽ không có quá tập trung vào cái điều đó ha. Mà tân cổ điển là gì? Là nó sẽ kết hợp giữa cổ điển và tân tiến. Tức là nó vẫn có hơi thở của cái sự quý phái ngày xưa, nhưng nó vẫn phải có sự tiện nghi của thời đại bây giờ. Cho nên là với nhà anh Hợp ở đây, quý vị thấy tuy là tân cổ điển nhưng thiết kế cũng rất là gọn gàng. Và nhìn vào là ta thấy cái hình khối của nó cũng rất là đẹp ha. Và một cái đặc điểm nữa của nhà anh Hợp mà anh thấy cũng nó cũng góp phần khiến cho ngôi nhà có cái vẻ thanh lịch như vậy, đó chính là màu trắng. Thật sự khi mà nói đến sự thanh lịch thì không có màu sắc nào có thể đi qua được màu trắng, quý vị ơi. Giống như là học sinh mặc một cái áo trắng thì quý vị cũng thấy được là nhìn nó sẽ đàng hoàng nhất có thể đó. Thì cái màu trắng nó sẽ luôn luôn mang đến cái cảm giác đó. Thì ngôi nhà cũng vậy. Quý vị thấy là nếu mà chúng ta sử dụng ở đây kết hợp thêm những cái tông màu khác thì cũng được. Nó không xấu nhá, nhưng nó sẽ hơi bị rối mắt và nó sẽ mất đi cái vẻ thanh lịch và sang trọng của ngôi nhà anh Hợp. Ở đây chỉ là một màu trắng thôi nhưng mà nó bao phủ khắp nơi, và chính nhờ cái màu trắng này nó làm đầm hơn những cái đường phào. Và chúng ta dù là nhìn thấy rất nhiều cái đường phào nhưng không hề bị rối mắt một chút xíu nào hết. Đó là ưu điểm của màu trắng. Và quý vị cũng đừng tưởng là màu sơn trắng là cái màu sơn dễ nhất của ngôi nhà ha. Tại ta nghĩ ổ sơn trắng thì nó đơn thuần thôi mà làm sao mà bằng phức tạp những cái màu sơn khác. Thì Nhật An cũng xin chia sẻ thì đây không hẳn là quan điểm đúng đâu. Bởi vì khi mà chúng ta sơn màu trắng á, thì chúng ta cũng phải chú ý đến cái thời điểm sơn nè, chất lượng của sơn nè. Bởi vì một cái áo trắng thì quý vị thấy rồi, chỉ một cái vết bẩn nhỏ rồi nó cũng nổi lên hơn là những cái màu khác. Những cái màu xanh, màu nâu hay chẳng hạn, đôi khi chúng ta hơi bị bẩn một chút xíu thì người ta cũng không phát hiện ra. Còn màu trắng mà trên tường quý vị tưởng tượng chỉ có một vết ố hay như thế nào thôi là nhìn thấy cái nhà nó xấu ngay. Cho nên là việc sơn màu trắng thì đòi hỏi cái đội ngũ thi công sơn họ cũng phải thật sự là cẩn thận. Cũng như là chất lượng của sơn thì quý vị cũng nên lựa chọn một cách tỉ mỉ, cẩn thận hơn. Thì quý vị cũng có thể tham khảo qua dòng sơn Mắt Hôn của chúng tôi ha. Thì Mắt Hôn chúng tôi đã cho ra mắt dòng sơn tên của Mắt Hôn luôn, với đặc điểm là bền màu nè, rồi chống bụi bẩn nè, chống được những cái điều kiện thời tiết thất thường của Việt Nam chúng ta. Cho nên quý vị có thể tham khảo lựa chọn cho ngôi nhà của mình nhé. Một đặc trưng của ngôi nhà nữa mà em phát hiện ra đó chính là phần lan can. Thì ở đây chúng tôi sử dụng là lan can sắt thép hộp. Và lan can sắt hộp ở đây thì tuy là nó hơi đơn giản so với những cái mẫu nhà tân cổ anh đã từng giới thiệu quý vị. Đa phần những nhà tân cổ trước mà anh giới thiệu quý vị thì đa phần là lan can sắt nghệ thuật và sẽ được làm nó những cái đường cong rất là tỉ mỉ, rất là tinh xảo, có thể được sơn mạ vàng, mạ đồng chẳng hạn. Còn với riêng nhà của anh Hợp ở đây thì chúng ta sử dụng lan can thép hộp và chỉ sơn tĩnh điện màu đen thôi. Cho nên là nhìn nó sẽ đơn giản hơn, nhưng nó lại rất hợp với cái tiêu chí là thanh lịch mà gia chủ hướng đến. Cái điều này thì sẽ tùy theo sở thích của từng gia chủ ha. Có những gia chủ họ yêu thích cái sự màu sắc một chút xíu, độc đáo một chút xíu. Nhưng có những gia chủ, ví dụ nhà anh Hợp ở đây thì họ lại chuộng, tôi không cần cái gì quá phức tạp, tôi thích sự đơn giản nhưng mà đẳng cấp. Thì ở đây sử dụng lan can sắt hộp là vô cùng phù hợp. Một chi tiết nữa của ngôi nhà anh Hợp cũng thể hiện rõ phong cách tân cổ điển và thể hiện cái xu hướng của thời đại, chính là ngôi nhà không sử dụng những cái cửa gỗ như là lúc trước, mà ở đây chúng ta sử dụng là cửa nhôm kính sinh pha cho toàn thể ngôi nhà luôn, từ cửa chính đến cửa mặt bên đến cửa sổ, tất tần tật đều sử dụng là cửa nhôm hệ sinh pha hết. Và cửa nhôm hệ sinh pha là một trong những loại cửa rất rất đổi quen thuộc với những ai theo dõi nhiều video của Mắt Hôn. Đây là loại cửa xuất phát là du nhập từ Nhật Bản ha. Và trên thị trường hiện nay thì nếu chúng ta sử dụng cửa nhôm sinh pha mà nhập khẩu từ Quảng Đông, Trung Quốc có tem đỏ thì chi phí sẽ đắt đỏ nhất. Tuy nhiên tiền nào được của nấy ha, chất lượng nó cũng cao cấp nhất. Với cửa nhôm kính sinh pha thì nó sẽ mang đến những cái ưu điểm. Thứ nhất là cách âm vô cùng tốt bởi có hệ gioăng EPDM hoặc là cấu trúc thanh nhôm rỗng nè. Rồi sử dụng công nghệ ép gốc cho nên là nhôm sinh pha nó có độ bền, độ cứng hơn hẳn so với những cái cửa nhôm khác.
Và nhôm sinh pha thì được sơn tĩnh điện hay cho nên vô cùng bền màu. Quý vị cũng có nhiều sự lựa chọn về màu sắc của nhôm sinh pha. Ví dụ nhà của anh Hợp ở đây thì chúng ta sử dụng cửa nhôm sinh pha là cái màu ghi đậm một chút xíu. Nhưng với những ngôi nhà quý vị, chúng ta không thích màu này, chúng ta thích màu trắng, chúng ta thích màu gỗ chẳng hạn thì cũng có thể lựa chọn cho ngôi nhà của mình nhé. Vậy là Nhật An vừa review xong về ngoại thất của căn nhà anh Hợp. Một căn nhà phải nói là An khá là ấn tượng và yêu thích. Bởi vì An thì An thích những cái gì nó không cần quá cầu kỳ đâu, mà nó tạo nên cho mình một cái cảm giác về sự thanh lịch hay là quý phái như thế này thì An thấy là rất là hay. Bây giờ chúng ta sẽ mở mặt bằng của ngôi nhà lên và chúng ta quan sát nhé. Đầu tiên là mặt bằng định vị công trình của nhà anh Hợp. Thì ở đây quý vị thấy là ngôi nhà của anh Hợp nè, so với những cái đường ranh giới khu đất là ranh giới đường đỏ nè, thì ngôi nhà cũng nằm gọn ở một góc bên đây ha. Và xung quanh ngôi nhà là quý vị thấy vườn tược nè, bể nước vân vân, rất là lý tưởng luôn. Từ phía mặt tiền ngôi nhà mà chúng ta đi ra tới phần đường bên ngoài này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hơn 5m một chút xíu. Còn từ phần mặt đường mà chúng ta đi đến cuối khu đất là khoảng hơn 32m. Tiếp theo ta xác định về hướng nhà. Thì nhà anh Hợp quý vị quan sát giúp An ngay cái mặt tiền ha. Ta so sánh với cái hoa tiêu của chữ B bên góc phải ở đây thì nhà anh Hợp sẽ nằm ở hướng là đông bắc. Đó, quý vị quan sát giúp An ha. Và mỗi tuổi mệnh khác nhau thì chúng ta sẽ hợp với một cái hướng nhà khác nhau. Ví dụ là quý vị làm người mệnh thủy, chúng ta sẽ hợp với mệnh những cái hướng nhà khác, mệnh hỏa hướng nhà khác, rồi đông tứ mệnh, tây tứ mệnh đó. Chúng ta sẽ có rất là nhiều kiến thức liên quan đến hướng nhà, thì Nhật An đã từng làm một video liên quan đến hướng nhà rồi, quý vị có thể tham khảo trên kênh YouTube của Mark Home nhé. Tiếp theo về bên dưới thì chúng ta sẽ đọc đến mặt bằng bố trí nội thất của căn nhà. Với nhà anh Hợp là 2 tầng thì chúng ta sẽ đọc hai cái bản vẽ mặt bằng khác nhau. Đầu tiên là với mặt bằng của tầng 1 thì An như thường lệ, An sẽ xác định ngay là kích thước, chiều dài và chiều rộng của ngôi nhà. Đây là hai cái thông số nó vô cùng cơ bản. Chúng ta có đi mua nhà, mua đất như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng là hai thông số đầu tiên mà chúng ta quan tâm đúng không nào. Với chiều dài thì ngôi nhà của anh Hợp ở đây là 18,34m, chiều rộng là 10,82m. Còn diện tích thì kiến trúc sư chúng tôi đã ký hiệu luôn ở bên dưới nè quý vị thấy không ạ. Tầng 1 là 146m², tầng 2 là 110m², thì cộng lại là rơi vào tầm khoảng 256m². Đây là diện tích của cả hai tầng luôn quý vị ha. Và An xin nhắc lại là về diện tích thì chúng ta phải phân biệt rõ giữa diện tích sử dụng và diện tích xây dựng. Diện tích sử dụng nó lẽ luôn luôn nhỏ hơn diện tích xây dựng, bởi vì trong diện tích xây dựng nó đã có diện tích sử dụng trong đó, mà chúng ta còn phải cộng thêm diện tích khác là móng mái sân tầng hầm. Do đó quý vị phải hiểu rõ hai cái diện tích này nó khác nhau, để mà khi làm việc với nhà thầu thi công hay là kiến trúc sư thì chúng ta sẽ có thể hỏi rõ hơn, hỏi kỹ hơn nhé. Tiếp theo ta sẽ bàn về công năng của ngôi nhà. Thì ở tầng 1 quý vị thấy nè, phía trước chúng ta bước vào bắt gặp ngay khu vực phòng khách và đại sảnh. Phía sau là khu vực phòng bếp ăn ha. Tầng 1 sẽ có hai phòng ngủ, mỗi phòng đều có một cái nhà vệ sinh khép kín bên trong. Bên ngoài đây chúng ta cũng có một cái nhà vệ sinh riêng ở bên ngoài nè, và khu vực sân ướt ở phía sau. Ngôi nhà này sẽ có 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính vào phòng khách, một lối phòng bếp ăn ra mặt bên và một lối cửa hậu. 3 lối này sẽ giữ ngôi nhà thêm thông thoáng. Và liên quan đến nhà anh Hợp ở đây thì An sẽ trình bày một chút xíu liên quan đến vấn đề phong thủy quý vị ha. Thì đầu tiên ở khu vực phòng khách thì quý vị nhìn giúp An nè, đầu tiên là cái cửa chính của ngôi nhà. Và cái cửa hậu thì quý vị có thấy là cái cửa hậu được thiết kế nó lệch qua một bên, là thẳng một bên luôn so với cửa chính không ạ. Thì điều này nó sẽ giúp chúng ta không phạm vào quan thông môn xuyên đường sát. Đây là cái điều ở trong phong thủy gọi là cấm kỵ luôn ha. Tức là nếu hai cái cửa, đặc biệt là cửa chính và cửa hậu mà nó đối đầu trực diện với nhau thì tiền tài của cải lộc, tài lộc đến ngôi nhà quý vị nó sẽ trôi tuột từ cửa chính ra cửa sau luôn. Nó sẽ phạm vào quan thông môn. Thì điều này không nên một chút xíu nào cho ngôi nhà hết. Ở đây thì kiến trúc sư chúng tôi đã rất khéo léo, đã đặt lệch hai cái cửa với nhau để chúng ta không phạm vào điều này. Và đặc biệt hơn thì ở ngay khu vực phòng khách và phòng bếp ăn thì chúng ta còn đặt ở đây một cái thanh chắn này, quý vị thấy không ạ? Để mà sẽ không có gọi là nhìn từ phòng khách mà chúng ta thấy luôn phòng bếp phía sau, thì điều này nó cũng không nên luôn. Cho nên là kiến trúc sư họ đã có sự cân nhắc những cái yếu tố này nhé. Tiếp theo thì liên quan đến phòng bếp ăn thì quý vị thấy là ở đây chúng tôi sẽ đặt là một cái tủ bếp hình chữ L.
Và trong tủ bếp này thì quý vị sẽ thấy trên hình vẽ kiến trúc sư đã ký hiệu ba cái vị trí khác nhau cho ba cái bộ phận rất quan trọng, gọi là bộ tam sên của nhà bếp đó, chính là nơi dự trữ thức ăn, nấu thức ăn, vệ sinh thức ăn, tương ứng với tủ lạnh, bồn rửa và bếp nấu. Ba cái bộ phận này chúng ta phải luôn luôn tính toán như thế nào để cho hợp lý nhất, không đặt quá gần nhau cũng không đặt quá xa nhau, thông thường là hơn 1,5 mét đến 2,5 mét mà thôi. Cho nên quý vị thấy là ở đây chúng tôi đã đặt theo một cái hình tam giác cũng khá là hợp lý ha. Đó là về phòng bếp của nhà anh Hợp. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến lên tầng 2 và quan sát những không gian còn lại. Đầu tiên bước lên cầu thang 25 bậc tương ứng công thức 4N+1 theo phong thủy. Cái công thức này nó sẽ giúp cho chúng ta cái bậc thang cuối cùng chúng ta sẽ tương ứng với cung sinh, trong sinh lão bệnh tử thì sẽ mang đến may mắn và tài lộc cho gia chủ. Với tầng 2 thì chúng tôi sẽ bố trí như sau. Sẽ có một cái phòng sinh hoạt chung nè, có cửa mở ra sân chơi phía trước. Có tổng cộng là thêm 3 phòng ngủ nữa và mỗi phòng đều có những cái nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Đây là cái điều vô cùng lý tưởng. Nhà ở đây là anh tổng cộng nhà anh Hợp là có đến 5 phòng ngủ mà phòng ngủ nào cũng có nhà vệ sinh riêng hết. Thì nó quá lý tưởng quý vị ha. Bởi vì chúng ta sẽ tránh được cái việc là ví dụ là người này phải đợi chờ người kia. Và có nhà vệ sinh riêng thì cái sự riêng tư của từng chủ nhân căn phòng nó cũng sẽ được đề cao hơn. Cho nên là An rất là thích về cái thiết kế này của gia đình anh Hợp. Và liên quan đến phòng ngủ thì cũng có một cái lưu ý nhỏ nhỏ về phong thủy mà em muốn chia sẻ với quý vị. Đó chính là về phòng ngủ thì giường ngủ chúng ta tuyệt đối không nên kê đối diện với cửa phòng ngủ. Ở đây quý vị có thể trực tiếp trực quan luôn, ta kiểm tra luôn. Ở trên bản vẽ này 5 căn phòng ngủ ha. Tuy là mỗi căn thì cái hình dạng nó khác nhau, nhưng kiến trúc sư đều thiết kế cái cửa phòng ngủ không bao giờ mà đối diện trực tiếp với cái giường. Và đối diện thì ở đây tức là nó mở ra và chúng ta thấy ngay cái giường ha, chứ không phải là nếu quý vị nằm ngủ mà chúng ta nhìn thấy cái cửa thì cũng không sao, nhưng mà không có nên đối diện trực tiếp. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ phạm vào một số điều phong thủy không hay lắm. An sẽ ví dụ, nếu như cửa chúng ta mở mà ngay thấy đầu giường thì người ngủ ở trên cái giường sẽ có nguy cơ có thể bị đau đầu, đau nửa đầu hoặc gặp ác mộng. Nếu cửa mở ra mà thấy ngay chân giường thì người ngủ có thể sẽ bị đau khớp chân. Còn nếu mà ngủ ra, mở cửa ra mà ta thấy nó ở bên phải của người của mình thì chúng ta có thể bị đau ngực phải hoặc là bệnh liên quan đến gan. Còn nếu mở ra cửa ra mà thấy bên trái của người mình thì chúng ta sẽ bị đau ngực trái hoặc là có thể bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa dạ dày. Thì tất cả điều đó nó đều không nên hết. Cho nên là nếu gia đình chúng ta mà lỡ thiết kế nó đối diện như vậy thì quý vị tốt nhất là nên dời cái giường ngủ ra chỗ khác. Hoặc là chúng ta có thể dùng một số cách, có thể đặt cái bình phong hoặc là treo những cái pha lê hoặc là đồng xu ở trên cửa thì nó sẽ giúp phần nào hóa giải được hiện tượng này. Và ở đây thì để tránh luôn thì kiến trúc sư của Mắc Hôm đã thiết kế, quý vị thấy căn phòng ngủ nào cũng không có cái hiện tượng này hết. Cho nên là đó là tầm quan trọng của việc mà chúng ta làm việc với đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp, thì chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hạn chế được tối đa những cái vi phạm về phong thủy cho ngôi nhà của quý vị nhé. Sau đây, Nhật An xin giới thiệu đến quý vị một phần rất quan trọng trước khi bắt đầu xây dựng, đó chính là dự toán. Dự toán là dự kiến tính toán giá trị công trình trước khi thi công xây dựng, được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc, xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn trình bày minh bạch, rõ ràng bảng giá, hình ảnh, chủng loại vật tư, vật liệu xây dựng để khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và giám sát. Mục đích của việc lập dự toán là giúp chủ đầu tư dự kiến số tiền phải chi trả để có được công trình hoặc hạng mục công trình mong muốn. Mắc Hôm cam kết tính đúng, tính đủ, không trùng lập chi phí, các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định của nhà nước Việt Nam. Vậy là ngày hôm nay Nhật An đã review xong về nhà anh Hợp ở Hoàng Mai, Hà Nội, một căn nhà mái mansard vô cùng quý phái và thanh lịch. Nếu quý vị chúng ta yêu thích mẫu nhà của anh Hợp và mong muốn thiết kế căn nhà tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắc Hôm ở những số hotline đang chạy trên màn hình hoặc comment ngay bên dưới video này. Đội ngũ nhân viên của Mắc Hôm sẽ liên hệ với quý vị trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe và chọn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất chúng tôi nhé. Còn bây giờ, Nhật An xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.